Hello bạn Hiếu, hôm nay thị trường giảm điểm nhiều quá nên là thành ra là hôm nay phải dành nhập chút thời gian để chăm sóc hơn những cái phần gọi là sản phẩm của bạn Hiếu. Thì hôm nay AD sẽ trực tiếp đóng hàng những cái kiện hàng đầu tiên của các cái sản phẩm nón và gửi tới bạn Hiếu trong thời gian sắp tới. Bởi vì là tại sao đến ngày hôm nay thì mới đóng hàng để gửi cho bạn Hiếu là bởi vì là cái việc mà bạn Hiếu đăng ký trước á, thì đến hôm qua thì sẽ các cái sản phẩm nón thì nó mới về, và hôm nay thì cái phần mà cái thùng á, tức là cái hộp á, cái hộp thì đến hôm nay thì bắt đầu mới có. Do đó thì bắt đầu từ cuối tuần, đầu tuần sau thì bạn Hiếu sẽ bắt đầu được gửi hàng đi. Và nhân tiện thì trong lúc AD làm cái hộp và gửi cái sản phẩm đến cho bạn Hiếu thì cũng dành ít thời gian để chia sẻ với bạn Hiếu về cái tình hình thị trường của Việt Nam, cũng như là những cái vấn đề mà tại sao nó lại ảnh hưởng tới thị trường. Nhiều người thì cho rằng là khi mà các cái thông thư của ngân hàng nhà nước á, thì về nới lỏng chính sách tiền tệ á, thì thị trường chứng khoán nói riêng thì phải tăng giá, mà tại sao thì trong mấy phiên gần đây thì thị trường chứng khoán lại cắm đầu giảm giá rất là mạnh, và đặc biệt là hai phiên thứ năm và thứ sáu cuối tuần, hôm nay là thứ sáu thì thực sự nó giảm rất là mạnh luôn. Nguyên nhân từ đâu mà lại có cái câu chuyện như vậy, và cái việc ảnh hưởng của cái kinh tế thì nó như thế nào mà lại có những cái việc mà nó không theo đúng những cái quy luật, tức là hạ lãi suất. Thì đương nhiên là thông thường thì khi hạ lãi suất thì thị trường chứng khoán là phải tăng giá, mà sau khi bây giờ hạ lãi suất thì thị trường lại giảm giá như thế, thì lý do là do đâu? Và cũng nhân tiện cái video này thì cung cấp với bạn Hữu là lý do vì sao mà có một vài cái vấn đề một số anh chị và các bạn lại cho rằng là ngoài cái câu chuyện tức là vừa kéo vừa đẩy, tức là ngân hàng nhà nước vừa 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 đây chị và các bạn, nón của chúng ta thì là như này, sau đấy sẽ bỏ vào trong hộp và sẽ gửi đi cho bạn Hiếu, bỏ vào trong hộp như này, cái nón của chúng ta như thế. Thì cái lý do tại sao lại gọi là vừa kéo vừa đẩy, bởi vì cái thông tư 22 của ngân hàng nhà nước cũng mới được ban hành gần đây á, thì nó có một cái chuyện đó là liên quan đến cái việc đó là quy định lại về cái tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, và trong đó thì có quy định về cái câu chuyện đó là tỷ lệ phòng ngừa rủi ro cho lĩnh vực bất động sản nâng từ 150% lên 200%, thì nó cũng là một trong những cái vấn đề mà ảnh hưởng tới thị trường bất động sản. Còn về mặt chứng khoán thì cái việc hạ lãi suất thì hiện nay thì chỉ có ngân hàng Vietcombank hạ thôi. Chỉ có ngân hàng Vietcombank hạ lãi suất 0,5% cho 320.000 tỷ thôi, còn chưa có ngân hàng nào vào cái cuộc đua hạ lãi suất này. Do đó thì cái sự mà ảnh hưởng, tức là gọi là cái tác động đến thị trường về mặt dài hạn á, thì nó sẽ không thực sự là có tác động ngay. Và cái nguyên cớ mà chúng tôi thu thập được cái thông tin gần đây liên quan đến câu chuyện đó là thị trường của Việt Nam á, thị trường chứng khoán Việt Nam trong mấy ngày gần đây giảm giá, thì nó nguyên nhân chính chủ chốt thì nó lại đến từ một cái câu chuyện khá là không hay một chút nào. Đó là liên quan, nhiều khả năng chúng tôi dự báo là nó liên quan tới cái thương vụ thoái vốn của Heineken. Cái việc mà Heineken mà trước kia mà đấu với lại người Thái để mua cổ phần của Sabico á, thì đã không thành công, và người Thái đã chiếm cái tỷ lệ và mua được cái thương vụ 51% Sabico. Do đó thì trước đó thì Heineken có sẵn khoảng 20 triệu cổ phiếu của Sabico, và đến ngày hôm nay thì Heineken quyết định thoái vốn tại đây. Và vừa rồi đây thì chúng ta thấy được cái dữ liệu liên quan đến việc là bán ra 6 triệu cổ phiếu Heineken, bán ra 6 triệu cổ phiếu Heineken. Và 6 triệu cổ phiếu này thì nó tương đương với một cái lượng tiền cũng không hề nhỏ, khoảng đâu đó 1.200 tỷ. Tuy vậy thì theo cái dự báo của chúng tôi thì nhiều khả năng là Heineken sẽ bán hết 20 triệu cổ phiếu có tại Sabico, và sẽ phải có một cái tổ chức nào đó đứng ra mua lại cái cổ phiếu này cho Heineken. Chứ còn nếu mà bán trên sàn thì thực sự là khó có thể bán được trên sàn, bởi vì thanh khoản của Heineken của Sabico một ngày thì nó chưa tới 50.000 cổ phiếu nữa. Do đó để bán hết 20 triệu Heineken Sabico của Heineken mà đang nắm giữ thì thực sự là điều rất khó trên sàn.
Thì theo chúng tôi dự báo thì có một cái quỹ đầu tư nào đó đã bỏ tiền ra mua lại cái khối lượng 6 cổ phiếu vừa rồi, 6 triệu cổ phiếu vừa rồi thỏa thuận trên thị trường. Và 14 triệu cổ phiếu còn lại sắp tới thì cũng sẽ mua lại. Và cũng là cái nguyên cớ, cái nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến câu chuyện đó là tại sao mà cái dòng tiền của thị trường thì bị rút ra và nó bị khan hiếm trong ngắn hạn là một số quỹ đầu tư ích gì nào đó. Chúng tôi không có số liệu chính xác về cái thông tin cái quỹ này, nên là chúng tôi không muốn cung cấp cho anh chị và các bạn theo cái hình thức dự báo và võ đoán, nên là chúng tôi đặt tên nó là một cái quỹ đầu tư ích gì nào đó. Họ đã mua lại cái phần vốn của Heineken thoái tại Sabico, 20 triệu cổ phiếu của Sabico mà Heineken bán thì nó có giá đâu đó với cái giá khớp lệnh thỏa thuận trên sàn là 240.000 á, thì nó có giá khoảng đâu đó là 4.800 tỷ. Với 4.800 tỷ này thì các quỹ đầu tư phải bán ra một lượng khá là lớn Vinamilk. Vừa rồi thì chúng ta thấy là nó bán ra 17 triệu cổ phiếu Vinamilk, cộng với ngày hôm nay thì bán khoảng 8 triệu Vinamilk thỏa thuận nữa thì bán ra đâu đó khoảng 25 triệu cổ phiếu Vinamilk, và khoảng hơn 40 triệu cổ phiếu Hòa Phát đã bán, cộng với rất nhiều các cái cổ phiếu khác trên thị trường. Và một cái vấn đề là chúng ta cũng cần phải quan tâm nữa, đó là cái tự doanh của các công ty chứng khoán đã là cái đơn vị thu xếp cho cái thương vụ đó. Nên vừa rồi đây thì trong ngày đáo hạn phái sinh ngày hôm qua thì họ cũng bán ra khoảng 800 tỷ. Thì coi như chúng ta thâu tóm lại cái dòng tiền đó là nguyên nhân chủ yếu đến từ cái thương vụ này và dẫn đến cái việc mà bị rút tiền đột ngột trên thị trường trong những ngày vừa qua, thì gây ra cái tình trạng là thị trường của chúng ta thì bị giảm giá và làm cho nhà đầu tư thì thất vọng về cái thị trường ngắn hạn, không như những gì mà chúng ta đã dự báo trước đó, gần như là không đạt những cái kỳ vọng mà chúng ta đã dự báo trước đó, và nó gây ra những cái ảnh hưởng nhất định đối với anh chị và các bạn về cái mặt tâm lý, cho rằng là khi mà chúng ta đánh giá thì là đánh giá thị trường tốt mà thị trường thì lại không tăng, do đó thì chúng ta không hiểu nguyên cớ nguyên nhân tại đâu. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vừa làm video này thì đã tiện thể là admin làm một cái video về cái việc là unbox review, cái việc là anh chị đóng cái gọi là các cái sản phẩm mà anh chị đã đặt mua ủng hộ Thắng ơi để gửi tới anh chị trong thời gian sắp tới, thì chúng ta cũng giải thích và giải quyết với anh chị một các bạn về một cái chủ đề khá là nóng hiện nay, đó là nguyên nhân tại sao trong những cái phiên gần đây thì giá cái cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam VN Index lại giảm rất là mạnh từ cái mức mà tạo lập trước đó là VN Index là 1025, mà đến ngày hôm nay thì có thời điểm đã giảm về tới tận 90 970, tức là nó tương đương với đâu đó khoảng tầm 55 điểm của VN Index, là một con số không hề nhỏ, nó tương đương gần 5%. Đấy, tất cả những cái vấn đề mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về giải thích cái lý do tại sao thị trường lại chịu ảnh hưởng về cái cung cầu ngắn hạn một cách bất thường. Trong khi đó thì thông tin trên thế giới thì không có nhiều cái vấn đề thông tin, cũng như là một cái thông tin khác nữa mà các báo thì cho rằng là người Mỹ có khả năng sẽ đánh thuế Việt Nam giống như Trung Quốc, do cái lý do là bởi vì là Việt Nam thì quản lý không tốt cái câu chuyện là người Trung Quốc ẩn mình để mà nhập hàng về Việt Nam rồi sau đấy xuất đi Mỹ để trốn thuế, thì câu chuyện này nó chưa đủ căn cứ để chúng ta đưa ra được cái kết luận rằng là đây là sự thật liên quan đến việc là người Mỹ phải đánh thuế Việt Nam. Bởi vì thực sự mà nói theo quan điểm của chúng tôi thì đây là một thông tin nó chưa được kiểm chứng, và nếu như có chuyện này thì cũng chưa thể xảy ra ngay được. Và lý do là bởi vì là hiện nay thì trong cái thế cục của chính trị ấy, thì Mỹ đang có một phần nào đó rất là ưu ái cho Việt Nam, lý do là muốn hỗ trợ Việt Nam để tạo một cái cục diện khá là vững chắc tại cái khu vực châu Á nói chung và cái khu vực Đông Nam Á nói riêng, nên chắc chắn là Mỹ sẽ chưa xem xét đưa cái việc là đánh thuế giống như mọi người vẫn nghĩ. Và cũng là cái gọi là cái bài viết liên quan để giải thích thị trường giảm. Nhưng bản gốc của thị trường giảm thì như chúng tôi vừa chia sẻ với anh chị về quy luật cung cầu rồi. Thì tất cả những vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị là như vậy. Và mong rằng là anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới thì sẽ có bớt chút gọi là thời gian để đăng ký mua ủng hộ Thắng ơi những cái sản phẩm như thế này. Để ủng hộ Thắng ơi ở cái đường link trên màn hình của anh chị và các bạn. Cũng như là hãy bớt ra một chút cái kinh phí của mình để góp phần là xây dựng
cái cộng đồng chia sẻ cái thông tin và cái nội dung chia sẻ càng ngày nó càng hay hơn và hữu ích hơn đối với mọi người, coi như là anh chị và các bạn là những người góp những viên gạch đầu tiên trong cái việc xây dựng một cái cộng đồng chia sẻ thông tin cập nhật thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản trong thời gian sắp tới. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi những cái chia sẻ của chúng tôi, cũng như là đã đặt hàng để mua ủng hộ. Và anh chị và các bạn yên tâm thì các cái sản phẩm của chúng tôi sẽ gửi tới anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới. Và mong rằng là những cái sản phẩm này thì nó có thể giúp ích cho anh chị và các bạn về cái câu chuyện đó là bảo vệ cái sức khỏe của mình khi mà đi ra ngoài đường, cũng như là tập thể dục buổi sáng thì nó đem lại những hiệu ích về mặt sức khỏe, và nó còn là đem lại những cái hiệu ích về cái việc là chúng ta luôn nhắc nhở nhau, cùng nhau học hỏi và chia sẻ các cái kiến thức về tài chính, chứng khoán và những cái việc mà chúng ta sẽ làm trong thời gian sắp tới, thì luôn nhớ tới Thắng ơi về cái câu chuyện là quản trị rủi ro trong đầu tư. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới. Hy vọng anh chị và các bạn luôn ủng hộ và luôn luôn đồng hành với Thắng ơi. Thân chào và hẹn gặp lại.